Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Một trong những văn bản rất quan trọng được Chính phủ ban hành vừa qua là Nghị định 10 sửa đổi loạt các nghị định hướng dẫn luật đất đai. Tại nghị định, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, tức là sổ đỏ trên môi trường điện tử đã được nhắc đến. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đến bây giờ Chính phủ mới quy định về việc cấp sổ đỏ online, mà thực chất đã từng đề cập đến việc thủ tục hành chính về đất đai qua mạng tại Nghị định 148 năm 2020. Cụ thể, khi đó Chính phủ quy định, căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ. Tức là ở thời điểm đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục cấp sổ đỏ bằng hình thức online đã được quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đến Nghị định 10 năm 2023, Chính phủ quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn về việc cấp sổ đỏ online như sau. Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của cổng dịch vụ công. Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, nộp bản chính giấy chứng nhận đã cấp các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Như vậy, quy trình của việc cấp sổ đỏ online đã được quy định tương đối chi tiết. Tuy nhiên, để thực thi được việc này hay không phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực, hạ tầng công nghệ của các địa phương. Được biết, hiện nay trên cả nước chưa có bất cứ địa phương nào chính thức áp dụng việc cấp sổ đỏ online và cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc triển khai mà mới chỉ dừng lại ở bước chuẩn bị. Do đó, quy định thì đã có, hành lang pháp lý đã tương đối rõ ràng nhưng vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Đây là lý do mà dù rất muốn nhưng người dân vẫn chưa thể làm thủ tục làm sổ đỏ bằng hình thức trực tuyến từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Việc làm thủ tục cấp sổ đỏ hiện nay vẫn đang áp dụng bằng hình thức trực tuyến, tức là người dân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ, đóng các khoản tiền cần thiết và chờ đợi kết quả giải quyết, sau đó đến cơ quan đăng ký đất đai để nhận kết quả, rất mất thời gian và tốn nhiều công sức. Nếu như việc làm thủ tục cấp sổ đỏ được thực hiện trên môi trường mạng thì sẽ giúp người dân làm thủ tục này một cách tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hy vọng với video này, bạn đã nắm được thông tin liên quan đến làm thủ tục cấp sổ đỏ online từ ngày 20 tháng 5 năm 2023. Tuy chưa được triển khai trên thực tế, nhưng khi đã có hành lang pháp lý cụ thể, người dân có quyền hy vọng rằng quy định này sẽ sớm được thực hiện thực tế, giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức cho người dân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video chính sách mới tiếp theo của chúng tôi.